Ngày 22 tháng 11, Thánh Cecilia của thế kỷ thứ 3. Mặc dù Thánh Cecilia là vị tử đạo thời danh trong giáo hội Roma, những câu chuyện quen thuộc về thánh nữ thì không thấy ghi chép trong văn bản chính thức. Vào thời tiên khởi cũng không thấy dấu vết của sự tôn kính ngài. Chỉ có một mảnh đá thời thế kỷ thứ 4 có ghi khắc tên của một nhà thờ mang tên thánh nữ, và ngày lễ kính được cử hành vào khoảng năm 545. Theo truyền thuyết, Cecilia là một thiếu nữ Kitô giáo của giai cấp quyền quý, kết hôn với một người La Mã tên là Valerian. Cecilia mặc áo nhậm, ăn chay và thường cầu khẩn các thánh, các thiên thần, các trinh nữ, xin họ gìn giữ sự trinh tiết của ngài. Và thánh nữ nói với Đức Lang Quân: "Em sẽ tiết lộ cho anh một sự thật, nhưng anh phải hứa đừng nói với ai." Và khi ông hứa, ngài nói: "Có một thiên thần luôn trông chừng em và gìn giữ em khỏi bị ai đụng chạm đến." Ông nói: "Em yêu dấu, nếu đó là sự thật, hãy cho anh thấy vị thiên thần ấy." Và ngài trả lời: "Anh chỉ có thể thấy nếu anh tin vào Thiên Chúa và được rửa tội." Ngài gửi Đức Lang Quân đến gặp Thánh Giáo Hoàng Urbano để được rửa tội. Và khi ông trở về nhà, ông thấy Cecilia đang cầu nguyện trong phòng, và cạnh đó là một thiên thần với đôi cánh rực lửa, tay cầm hai chiều thiên bằng hoa hồng và hoa huệ đặt trên đầu của hai người và biến đi. Sau đó, Tiberius, người em của Valerian, bước vào phòng, và ông ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi hoa hồng nồng nàn cũng như vẻ mỹ miều của các bông hoa. Khi ông này được kể cho biết các chi tiết của câu chuyện, ông cũng muốn được rửa tội. Sau đó, cả hai anh em ông tận tụy hy sinh chôn cất các vị tử đạo mà thời ấy xảy ra hàng ngày dưới quyền tổng trấn Thucius Almatius. Không có tổng trấn nào mang tên này cả. Họ bị bắt và bị đưa ra trước quan tổng trấn. Và khi họ từ chối thờ cúng các tà thần, họ đã bị chém đầu. Trong khi đó, Thánh Cecilia qua lời rao giảng, ngài đã đưa 400 người trở lại đạo và được Đức Giáo Hoàng Urbano rửa tội. Sau đó, thánh nữ bị bắt và bị xử tử bằng cách chấn nước cho đến chết. Ngài bị dìm trong bồn nước một ngày một đêm, sau đó quan cho nổi lửa đun sôi bồn nước, nhưng thánh nữ không hề hứng gì. Khi tổng trấn Almatius nghe biết điều này, ông sai người đến chặt đầu thánh nữ ngay trong bồn nước, lý hình chém đến 3 lần mà đầu thánh nữ vẫn chưa đứt. Hắn để mặc cho máu tuôn đổ, đám đông đổ xô đến để thấm máu, trong khi ngài vẫn rao giảng cho họ. 3 ngày sau, ngài chút hơi thở cuối cùng và được Đức Giáo Hoàng Urbano và các phó tế chôn cất. Vào thời phục hưng, người ta thường vẽ ngài với cây vị cầm và phong cầm nhỏ. Lời bàn: như bất cứ Kitô hữu tốt lành nào khác, Thánh Cecilia dùng miệng lưỡi để ca ngợi Thiên Chúa với tất cả tấm lòng. Ngài tiêu biểu cho sự tin tưởng của giáo hội rằng thánh nhạc là một phần căn bản trong phụng vụ, có giá trị lớn lao hơn bất cứ nghệ thuật nào khác. Trong thời đại hỗn độn của âm nhạc ngày nay, có lẽ chúng ta cần đọc lại những lời của Công đồng Vatican II dưới đây. Lời trích: hành động phụng vụ thêm cao quý khi các nghi thức thánh được âm nhạc trang trọng hóa. Với sự phụ giúp của các thừa tác viên chức thánh và sự tham dự của giáo đoàn, phải luôn luôn khuyến khích các ca đoàn. Nhưng các giám mục và cha sở phải để ý rằng bất cứ lúc nào phụng vụ được cử hành với thánh nhạc, toàn thể giáo đoàn phải có thể góp phần tham dự cách tích cực, vì đó là quyền lợi của họ. Bình ca phải có vị trí xứng đáng trong các nghi lễ. So với các loại nhạc khác,
Nhưng điều đó không có nghĩa gạt bỏ các loại thánh nhạc khác, nhất là loại đa âm điệu. Thánh ca dành cho giáo dân phải khéo léo chọn lựa, để trong việc phụng tự và nghi lễ họ có thể cùng góp tiếng hát. Sắc lệnh về phụng vụ số 112, số 118.